Chào các bạn, tôi là Vương Mạnh Hoàng, chuyên gia Internet Marketing. Trong clip ngày hôm nay thì tôi sẽ trả lời một số vấn đề liên quan việc là thuê nhân sự làm marketing sao cho hiệu quả. Có khá là nhiều anh chị chủ doanh nghiệp có nói chuyện và đặt câu hỏi này đối với tôi. Đó chính là bây giờ doanh nghiệp của họ thì đã làm sản xuất và đã phát triển sản phẩm dịch vụ tốt rồi. Thế thì làm như thế nào để có thể phát triển được marketing hiệu quả? Thì ở đây đặt ra một câu chuyện, đó chính là đi thuê nhân sự hay là sẽ phải làm hình thức gì? Như vậy chúng ta có thể đặt ra một vấn đề đầu tiên. Khi doanh nghiệp bắt đầu được thành lập và mọi người chuẩn bị kinh doanh, thì rõ ràng là mấu chốt để chúng ta có thể kinh doanh hiệu quả được, nó sẽ phụ thuộc rất nhiều, đó chính là vào giá trị cốt lõi của sản phẩm dịch vụ. Giá trị cốt lõi của sản phẩm dịch vụ này khi mà mọi người đã tạo dựng được, ở đây nghĩa là chúng ta đã ra được sản phẩm tốt, có lợi thế cạnh tranh, khách hàng người ta ưa chuộng, và khi mà chúng ta được đặt lên bàn cân lựa chọn giữa các nhãn hiệu và các thương hiệu khác thì chúng ta có lợi thế cạnh tranh. Thì nghĩa là lúc này là các bạn bắt đầu phải đi sang một vấn đề, đó chính là làm thế nào để gia tăng được doanh số và phải bán được nhiều hơn. Và cái câu chuyện làm thế nào để bán được nhiều hơn nó mới là vấn đề chính mà chúng ta cần phải chọn lựa ở đây về nhân sự. Thế như vậy lúc này đặt ra một câu chuyện, đó chính là nếu thì thuê nhân sự. Ở đây thì các bạn có thể thấy được là để thuê nhân sự về sau đó thì làm quảng cáo cho doanh nghiệp của các bạn, thì chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi. Thứ nhất, nhân sự có giỏi hay không? Ở đây thì đặt ra một câu hỏi đơn giản này là nhân sự mà làm quảng cáo, nếu mà giỏi thì họ thường sẽ sở hữu một cái business riêng, họ sẽ bán cái sản phẩm riêng, họ vận hành hoạt động kinh doanh riêng. Và như vậy thì rõ ràng là những người làm marketing giỏi, bán hàng giỏi thì họ sẽ tự bán sản phẩm dịch vụ của chính họ, hoặc là họ sẽ cũng có đối tác để làm việc đấy rồi. Tại vì nhân sự giỏi này thì rõ ràng là lương nó sẽ rất là cao. Mà lương cao thì các bạn thấy là so với cả tiền trả lương bây giờ, cứ cho là các bạn trả được 30 đến 40 triệu đi, thì nếu mà họ chạy vận hành bán hàng tốt được thì họ có thể lên tới 150-200 triệu một tháng là họ có thể đạt được. Mà chưa kể là họ không phải mất thời gian đến văn phòng, phải làm việc, phải kiểm soát và làm báo cáo. Vậy thì chắc chắn là nhân sự giỏi thì chúng ta rất khó để thuê. Việc thứ hai là nếu thuê nhân sự không giỏi thì như vậy là vừa tốn lương lại vẫn phải đi thuê đơn vị ngoài. Và đây là cái hiện tượng mà người gặp phải bây giờ, đó chính là có bộ phận kinh doanh nhưng mà vẫn lại phải trả tiền để thuê thêm bộ phận marketing bên ngoài. Và thậm chí nữa là có bộ phận marketing nhưng vẫn phải trả lương cho bộ phận marketing bên ngoài để thuê chạy các dịch vụ. Như vậy chúng ta nhìn thấy một việc, đó chính là khi mà chúng ta khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ, có nguồn chi phí thấp, mà lúc này chúng ta thấy là các hệ thống bán hàng của mình nó không quá mạnh, chúng ta phải lệ thuộc rất nhiều vào marketing, thì như vậy là thuê được nhân sự giỏi thì khó, mà nhân sự thấp thì không triển khai được. Cho nên chúng ta nhìn thấy là rủi ro nếu thuê nhân sự rất là cao. Và rất nhiều người là đã phải từ bỏ hoạt động kinh doanh của mình, đó chính là do vấn đề bộ phận marketing tốn quá nhiều tiền. Và nuôi bộ phận đấy không đủ, dẫn đến việc là không đủ chi phí, thế là họ không kinh doanh nữa. Thì lúc này chúng ta mới thấy là để có thể ở giai đoạn này, thì đối với doanh nghiệp nhỏ, các bạn nên làm việc kết hợp. Thứ nhất là khi chúng ta xác định là sản phẩm dịch vụ của mình cạnh tranh được, mình có một cái chất lượng sản phẩm tốt, mình tập trung vào sản phẩm thôi, mình để lại phần marketing cho bộ phận bên ngoài kết hợp vào. Thì chúng ta có thể thấy một việc, đó chính là chúng ta không phải trả lương. Mà các bạn vẫn có được nhân sự, ở đây gọi là nhân sự cấp cao. Đó là những người có kinh nghiệm, có năng lực, có vốn và có tư duy marketing. Họ nhìn thấy sản phẩm tốt, họ thấy cơ hội nhảy họ bán. Thì lúc này chúng ta mình thấy là đấy mới là sự kết hợp win-win. Tại vì các bạn không phải trả lương, không mất chi phí cố định, mà không mất thêm tất cả các chi phí liên quan chi phí cố định đấy, thì chúng ta đã dôi ra được khá là nhiều tiền để vận hành được marketing. Và các bạn có thể là kết hợp được với nhân sự cao cấp, có kinh nghiệm, họ tự chủ làm và chịu trách nhiệm với KPI đặt ra. Tiếp theo nữa là liên quan đến các hạ tầng marketing. Hạ tầng marketing bao gồm các tài khoản quảng cáo, đúng không? Các công cụ marketing phải trả tiền. Rồi tiếp theo nữa là các template cũ mà đã triển khai, nếu bây giờ không có phải trả tiền mua. Thì nếu mà chúng ta đi thuê người thì chúng ta phải đầu tư những cái này, đúng không? Đơn giản như là các cái máy tính công nghệ cao mà để làm video này, máy quay phim này, mic thu âm này, rồi sau đó các cái tài khoản để xem keyword này, các tài khoản theo dõi đối thủ này, các cái VIA mà có thể khỏe để chạy được, thì tất cả đều là tiền hết.
Thế như vậy hạ tầng marketing này chúng ta phải bỏ tiền ra thuê. Nhưng nếu kết hợp thì chúng ta không phải trả phần này, đúng không ạ? Thì rõ ràng là cái hướng mà xử lý làm kết hợp này, đó là cái hướng rất sáng để doanh nghiệp anh chị đi được. Tại vì lúc này chúng ta chỉ cần tập trung vào sản xuất sản phẩm tốt thôi, để cho đơn vị khác người ta tiến hành làm kinh doanh. Chúng ta vừa không phải lo vấn đề về nhân sự, không phải lo tiếp các vấn đề liên quan đến kế hoạch marketing, mà chỉ quan tâm đến vấn đề về KPI đặt ra của cả hai bên. Thì đây chính là cách mà chúng ta sẽ thuê được nhân sự marketing hiệu quả nhất. Có nhiều người sẽ đặt một câu hỏi ngược lại. À, đó là gì? Là chúng ta đi kết hợp với người khác nhưng người ta không kết hợp với mình. Tại vì là sản phẩm dịch vụ của anh chị không tốt, không có cơ chế phù hợp. Thì cái đấy chúng ta sẽ phải xem lại sản phẩm dịch vụ của mình. Tại vì rất nhiều người sau khi xem những clip xong này thì có liên lạc với tôi. Và có hỏi là anh ơi, em bây giờ em thấy một cái nhãn hiệu sản phẩm này tốt, em muốn kinh doanh của nó và em kết hợp với bên anh làm marketing được không? Thì chắc chắn là không được rồi, tại vì các bạn là không sở hữu cái nhãn đấy. Sau đó thì cái nhãn đấy họ lại phát triển theo dạng đa cấp và kết hợp với rất nhiều người để bán, và các bạn phải tự marketing bằng sức lực của mối quan hệ của các bạn. Nếu bây giờ các bạn lại đi kết hợp với bọn tôi làm chạy quảng cáo nữa thì làm sao tôi có lãi được và chi phí được. Và khi mà công ty các bạn đủ lớn và doanh nghiệp các bạn sẽ có nhiều hơn chi phí thì chúng ta có thể thuê nhân sự. Tại vì lúc này là chúng ta có thể trả tiền để thuê được nhân sự giỏi. Lúc này các hạ tầng bán hàng các bạn tốt, và lúc này chúng ta chỉ xác định là marketing nó sẽ giúp cho kích thích việc kinh doanh nó tốt hơn lên thôi. Nên ở đây thì đối với những doanh nghiệp mà chúng ta khởi nghiệp, những doanh nghiệp tạo sản phẩm, những doanh nghiệp cỡ trung, thì cách hay nhất là các bạn nên tìm và kết hợp với các đơn vị làm marketing như chúng tôi. Tại vì là ở đây bọn tôi có sẵn 3 yếu tố. Thứ nhất là nhân sự cao cấp, thứ hai là các hạ tầng công nghệ, thứ ba là kinh nghiệm để thực hiện chạy quảng cáo. Và cái này sẽ giúp cho các bạn ít nhất là giảm được rủi ro đến 50% so với việc là nếu chúng ta tự làm. Vì các bạn đã mất chi phí về nhân sự, mất chi phí marketing, lại còn chưa có kinh nghiệm trong cái quá trình triển khai này. Thế thì cái lợi thế của các bạn rất ít và sự thua thiệt rất là nhiều. Và nếu mà anh chị doanh nghiệp mà chúng ta thấy mình có sản phẩm dịch vụ tốt và chúng ta muốn mở rộng thị trường, tìm kiếm các đơn vị làm marketing để thúc đẩy doanh số, thì hãy inbox hoặc tương tác với chúng tôi sẽ liên hệ lại với các bạn cùng đánh giá sản phẩm và sau đó chúng ta sẽ lên phương án để triển khai. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.